Năm 10, 15 là một trò chơi rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều bạn đúng không nè? Và thật dễ nhớ, đó chính là các ngày lên sóng của series Văn Lang Khi trên fanpage của trường Đại học Văn Lang. Và các ngày chẵn năm thì các bạn đón xem tập mới trên fanpage để mà khám phá đời sống sinh viên Văn Lang thông qua các từ khóa. Và từ khóa hôm nay của số đầu tiên đó chính là từ khóa Risky. Để một cách trực quan nhất, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem các bạn sinh viên Văn Lang có thực sự là rich kid hay không. Trước tiên, hãy cùng mình bóc giá outfit đi học của các bạn nhé. Mình sẽ làm mẫu trước nha. Đây là cái áo tư vấn tuyển sinh. Áo này có giá 0 đồng. Tại vì mình đã trong đội thì mình sẽ được tặng. Đây là chiếc váy có giá 200 ngàn. Đôi giày này có giá 1.090.000. Tổng thiệt hại là 1.290.000 thôi. Cái áo của em là 150.000 hai cái. Giá em không nhớ nữa. Mua lâu quá thì quên rồi chị. Đồ em toàn đồ cho thôi chị. Cái quần này là em lấy của bạn, cái áo này là bạn em cho. Cái này thì em lụm. Em lụm ở nhà bà ngoại. Có đôi dép lại mua là đắt nhất luôn á, 990.000. Mà mỗi cây bút like là mười mấy ngàn cây á. Rồi mức độ lên hết. Thế là mình mua 15 cây thì mình đem đi trường thì mất một cây. Cái kính này 200 mấy, gần 300 á. Áo khoa 150. Thắc lần của em mua chợ Hạnh 99.000 sao. Quần cũng combo chợ Hạnh 120. Dép thì tụi em mua chung chỗ hình như là 250 à. Áo này là Heofen with Hummy, chỉ có giá là khoảng 320.000. Quần jogger của mình 120.000. Đôi dép mua ở chợ Bà Chiểu 180.000. Áo là của Dusty, là hiệu của bọn em tự sản xuất. Cái quần thì là 300 mấy. Đôi giày là em được tặng. Cái áo em đang mặc là 250. Quần 200. Còn đôi giày gần 900 mấy á. Điện thoại trước lúc đó 5.000-6.000 mấy. Còn cái ốp lưng 9 mấy ngàn. Áo thì khoảng 150. Quần thì 150. Còn dép này ở chợ 70.000. Kính thì khoảng 700 mấy. Chiếc nón này em mua là 101. Cái áo thì là 150. Cái quần với giá cao nhất 200. Đôi giày là 150. Dây flash, chương trình đặc trưng hoa xây dựng 30.000. Đồng hồ Galaxy S3 5.500. Áo là 150. Quần jean là 200, dài dài là 250. Cái áo là 120. Cái quần jean 130. Và đôi dép là 300.000. Cái bó 4.500. Giày của em thì 1.500. Áo này là mình đi mua sale 100.000. Quần này là mình được tặng. Còn giày là mình mua ở trên Shopee 300.000. Cái khóa này em mừng của bố. Cái đầm này là Sida 100 mấy. Còn cái đôi giày này thì 1.000 mấy. Áo Supreme 500 đô. Giày Balenciaga 600 đô. Áo phân 6 gần 2-3 triệu thôi. Ba lô của em 13 triệu 15 triệu 17 triệu 18 triệu Cái này là 19 triệu. Và cái món đồ đắt giá nhất của mình đó khoảng 104 triệu đồng. Thẻ sinh viên và cái ba lô Văn Lang này 144 triệu. 144 triệu. Wow. Em có đi làm thêm? Mình vẫn đang làm hai job. Em không làm thêm, tại nhà em không cho em làm. Em tham gia đội hợp xướng của trường và sau đó thì có những khoản trợ cấp. Ở nhà đã chỉ đích lai thôi. Học kỳ của học phí của ngành mình thì là 13 triệu 18 triệu Ba mẹ em đóng tiền em không để ý lắm. Vừa phù hợp kiến thức em học với lại những cái trải nghiệm em có ở Đại học Văn Lang. Em thấy phù hợp. Mình ở mới lạnh xuống á, chứ là còn mở quạt nữa nó lạnh như băng vậy. Trong lớp em phải mặn 3 cái áo. Số tiền để học ở trường Văn Lang thì nó cũng không phải là nhỏ, nên mình nghĩ chắc cũng đa số là rich kid. Khi đi học rồi em mới thấy một số bạn, ba mẹ cũng cố gắng chạy này kia để đóng học phí chứ không phải là giàu gì hết. Từ khi con tự lập thì con đã cảm thấy được, cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng con để con thực hiện được cái niềm đam mê. Con biết là vì con mà ba mẹ bị rất nhiều áp lực. Chỉ còn khoảng 2 năm rưỡi nữa thôi thì con có thể gánh cái áp lực đó cho ba mẹ được rồi. Con cảm ơn ba mẹ đã cho con điều kiện để con có thể đi học ở trường Văn Lang. Con biết là con ở xa nhưng mà con vẫn cảm ơn ba mẹ nhớ. Yêu ba mẹ.